Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Đối với căn lành công đức chứa Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân trụ Bồ Tát thừa, phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, thì sẽ được công đức hơn trước rất nhiều vô lượng vô số, tính đếm thí dụ không thể được. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện vì được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì nên xứng pháp giới tối thắng không gì so sánh được.